Rồi mình tắt bếp, mình nhấc ra khỏi bếp, mình cho liền ra một cái chén ha. Rồi mình sẽ sử dụng một cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy sát vô cái phần nước sốt này nè. Tại vì nếu mà mình không đậy sát thì nó sẽ có một cái lớp dày ở trên làm cho cái sốt của mình nó sẽ không ngon ha. Đó, Diễm đậy lại như vậy. Xong rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái phần trứng muối. Thì Diễm cho một ít dầu mè lên cái đồ, cái miếng giấy bạc này nè, để Diễm để trứng muối vô để nướng nha. Diễm có một tí xíu rượu trắng nha, nếu mọi người có rượu mai quế lộ thì sử dụng rượu mai quế lộ nha. Làm đỏ trứng thì mình cứ xả với cái giò nước á, cho nó sạch cái lòng trắng nha.